The People đưa tin Justin Bieber không hài lòng với các sản phẩm mới ra mắt của H&M. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã gọi hàng hóa của H&M là rác. Lý do là bởi vì thương hiệu Thụy Điển sử dụng hình ảnh của Justin Bieber để in lên sản phẩm. Justin Bieber cho biết anh không hề phê duyệt bất kỳ mẫu mã nào của nhãn hàng này. Bên cạnh đó, giọng ca 28 tuổi khuyên người hâm mộ không nên chi tiền cho những sản phẩm này. Trước các chỉ trích của Justin Bieber, đại diện nhãn hàng chia sẻ với The People rằng H&M đã tuân theo những thủ tục phê duyệt phù hợp như đã làm với tất cả các sản phẩm và quan hệ đối tác được cấp phép khác. Theo Hollywood Reporter, tài tử Hugh Jackman đã chia sẻ về việc đoàn làm phim The Sun thuê bác sĩ tâm lý để hỗ trợ các diễn viên khi cần thiết. Ngôi sao của Greatest Showman cho biết đây là trải nghiệm lần đầu tiên anh có trong sự nghiệp diễn xuất. Bộ phim The Sun được chuyển thể từ một trong những vở kịch của đạo diễn Florian Zeller. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Nicholas, một thanh niên vất vả trong việc đấu tranh với vấn đề tâm lý. Bên cạnh chủ đề của phim, ảnh hưởng tâm lý sau đợt phong tỏa vì Covid-19 khiến tài tử Hugh Jackman gặp nhiều khó khăn trong quá trình diễn xuất. Anh đã chủ động tham khảo ý kiến từ bác sĩ và các chuyên gia trong lĩnh vực trị liệu tâm lý. Anh tiết lộ bản thân từng phải trị liệu tâm lý vì những tổn thương thời thơ ấu nên phần nào hiểu được những vấn đề đặt ra trong bộ phim mới này. Theo Fox News, phim truyền hình Tulsa King có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao gạo cội Sylvester Stallone và cô con gái út Scarlett Rose. Trong phim, Scarlett thủ vai Spencer, cô gái đẹp từ bỏ công việc pha cà phê để tập trung chăm sóc ngựa. Vai diễn này không làm khó được Scarlett vì cô đam mê nuôi dưỡng và huấn luyện ngựa từ lâu. Nét diễn của diễn viên trẻ Scarlett Rose trong Tulsa King được đánh giá là tự nhiên, tiến bộ hơn rất nhiều so với lần hợp tác cùng người bố nổi tiếng trong Reach Me năm 2014. Khi đó, Scarlett chỉ mới 12 tuổi. Theo tạp chí Harper's Bazaar, Scarlett là người cởi mở nhất trong số ba chị em, đồng thời cũng muốn nối nghiệp bố theo nghề diễn viên. Tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim Negotiation ở Seoul, nam diễn viên Hyun Bin chia sẻ về việc đón nhận thành viên mới trong gia đình. Theo đó, anh quay Negotiation trước khi có con nên toàn bộ quá trình quay phim không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt bộ phim là khi anh đã kết hôn, làm bố và đối mặt với áp lực trở thành người chồng, người cha tốt. Với tư cách là một diễn viên, anh hy vọng cho khán giả thấy được những khía cạnh tốt hơn và hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim. Trong Negotiation, diễn viên Hyun Bin đảm nhận vai đặc vụ NIS và được giao nhiệm vụ cứu sống con tin bằng mọi cách. Theo Hyun Bin, trong phần trước đó của Negotiation, anh và nhân vật người đàm phán do vợ Son Ye-jin thể hiện đã có cuộc trao đổi với con tin. Do đó, ở phần tiếp theo, nam diễn viên đã nhận được nhiều lời khuyên từ vợ của mình.